Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với anh em mình. Hôm nay mình quyết định sẽ làm một cái clip thử lòng mao điện xem thế nào nhé. Mọi người biết mình sẽ làm gì không? Đấy, đây là những cái dụng cụ để mình lừa nó, thử lòng nó xem là anh em bao nhiêu năm sống với nhau xem có quan tâm gì nhau không. Đầu tiên là để thằng này thì nó rất khôn. Đầu tiên mình phải băng cái tay mình lại đã. À không được, chưa vội. Mình sẽ làm thế này. Hôm nay mình sẽ giả vờ nó ốm liệt giường, kiểu như bệnh truyền nhiễm sắp chết ấy. Kiểu ốm liệt, xem là nó có ý kiến gì không. À xem là tấm lòng của nó đến bao nhiêu. Đấy, bây giờ nhá. Đây là cột. Vì là nó rất là khô đột nhiên mình phải làm chắc cú luôn. Chắc được, bật lửa chắc bật lửa. Mình sẽ tạo những cái vết ở trên người mình, tạo những cái vết. Giống như kiểu mình rắc hơi ấy mọi người. Nó sẽ giống như kiểu rắc hơi ấy. Nó như kiểu phòng nó rút đấy, hơi nó rút đấy á. Thì ấy, trong lúc đợi cái bụng của mình nó tím lên, cái này nó tím ra tím, nó sẽ màu tím ấy. Nhưng mà không được học theo mình nhá, cái này côn này nó bỏng lắm đấy nhá. Bỏng, gây bỏng, chứ người phải có kinh nghiệm. Phải có kinh nghiệm rác hơi bao nhiêu năm mới dám làm này. Trong lúc đợi thì nó kia mình sẽ băng tay lại đã và dùng một số thủ đoạn nữa. Chứ nó bây giờ nó khôn lắm, nó khôn, nó nghĩ mình lừa nó, thế nên là phải làm đủ thủ đoạn, giống như mình bị ốm thật đấy, bị bệnh thật đấy, chứ còn không á nó biết đấy. Băng tay và hôm qua là bị chó cắn, bị mèo cắn. Bị mèo cắn, mèo nó cắn độc xâm nhập, bị nhiễm bệnh corona mèo. Vết tí nữa nó sẽ bỏ những cái vết lằn này, nó chạy ra chỗ khác. À nó mờ đi một chút ấy, thì ấy thấy tím chưa, thấy tím chưa,
quan trọng là cái chỗ này, cái chỗ này sẽ để tí nữa cho nó dính, bao giờ nó tự đấy. Bây giờ nhá, cái này mới là cái quan trọng này, phải lừa nó thật cẩn thận, nhiệt độ cao. Với cái thời tiết là 30-40 độ này ấy, thì ủ trong này một tí ấy, nhiệt độ cơ thể của mình sẽ tăng và toát mồ hôi giống như kiểu người bị ốm ấy. Ui, một lúc toát hết mồ hôi mọi người ạ. Đấy, bây giờ sẽ đi vào trong này kẹp nhiệt độ. Tắt mồ hôi, tắt nhiệt độ ra tí nữa, lửa nó cẩn thận, rồi bắt đầu gọi nó xuống này. À, cho mọi người số mao đệ luôn nhé, ai thích thì cứ gọi chiêu mao đệ tí nhé. 0972 8910 ZQK. Đấy, số mao đệ đấy. What the fuck? Kinh. Alo. Alo, mao đệ à? Mao đệ à? Ui, mày xuống ngay đây, tao bảo nhanh lên. Tao mệt quá. Nhanh lên, không thì xuống có việc gấp luôn nhá. Mọi cái gì xuống luôn đây đi nhá, nhanh nhanh lên, có việc gấp, nhanh lên. Quên mất. À, lúc phải giọng phải chuẩn, thôi thế chắc là nó xuống đấy. Bây giờ nằm đây, bây giờ này, mồ hôi toát nhĩ nhại. Bây giờ để kiểm tra nhiệt kế xem tăng thật không này. Quấy. 37.5 độ rồi, chuẩn bị 38 độ, phải cho nó thật nóng, nhúng nó vào nước sôi một tí. Ôi trời, em chả vừa ốm cái gì, em bị thừa 37 rồi, lâu lắm rồi. Đừng bật quạt tao thét. Nóng kinh. Không, tắt quạt đi. Tắt quạt giết rồi đó. Giết. Ui. Quên rồi nè. Bây giờ 30-40 độ thôi. Nhiệt độ. Đi tắt rồi. Cái nhiệt độ ta bao nhiêu độ? Bao nhiêu độ? 42 độ. Hả? Làm gì con người 42 độ? Đâu xem nào. Đây này, nó vạch thì đây này. Ủa chết cha rồi. Cũng người ta cho ta đi viện. Đi viện á? Ừ. Cái miếng dán đầu ở trong này. Anh ốm rồi à? Ừ. 42 độ chả ốm. Đó. Cái dán nào? Đấy. Ai kia đô đây này. Thật sốt sao đây. Không có đâu. Trong đây. Đây này. Đây này. Đấy á? Ừ. Cái này của làm sơm mà. Dán cho tao nhớ rồi. Chết rồi, tao bị sốt nặng quá. Sốt nặng. Thì mày bảo hôm qua mèo cắn vào tay, không biết không nào. Đây này, nó còn nổi cái gì bên đây này. Đấy. Đấy, đấy, thấy chưa? Ai không biết nổi cái gì ạ. Rút đây, rút lại. Lột ra này. Tao dậy tao thấy sốt đứng. Mày nóng thế, em ngồi mấy kiểu này mà nóng hết cả người à. Mày nấu cho tao cái gì ăn đi, đói quá thật đấy. Thế cái này kéo mày, mày giả vờ ốm cho mày bảo là bảo em đi nấu ăn hộ cái gì. Mày ốm 42 độ.
em chạy. Nơi cháu à? Em mới sờ người ta xem này. Nóng bỏng luôn. Nóng thật chứ, đây mồ hôi. Nóng kinh điển luôn. Mày nấu. Nhưng đây. Mà anh đi có mèo ở đâu nó cạo mà nó sốt được. Hôm qua con mèo hoang nhà ai nó cắt thịt thì tao. Tao bắt nó cái nó cắn một phát. Ai chắc anh đi bắt trộm mèo người ta ấy. Không phải. Mày nấu cho tao cái gì đi. Mày dậy mà nấu. Nấu cái gì dậy được. Mà nấu. Xong rồi lên hiệu thuốc lấy thuốc hạ sốt cho tao. Không có tiền. Không tiền chịu, tao không có tiền, hết tiền rồi. Tao xin tiền đi để em nấu. Không, nhưng mà bây giờ thì nên nấu cái gì tạm ứng ăn trước á? Anh phải cho tiền đi, em lấy được tiền mà. Nhà mày có cái gì nấu cũng được. Nấu tạm bắt cháu cháu hoa cũng được. Cháu á? Ừ. Nên cho tao uống cho tiền. Tầm này lấy đâu cho cháu. Tầm này á, chỉ có nhân cơm nguội. À nhưng mà trưa nay mẹ em chú đã cho chó rồi. Em một tối đi viện. Ừ, để đó. À, nhưng mà nhớ đấy. Lúc nãy mà khỏi anh mà cho em tiền đấy. Ừ. Nhớ nhá. Ừ. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu cũng được. 500.000 nhá. Ừ. 1.000.000. Cũng được, đi về đi nhanh. Chốt. Đợi em nhé. Ừ. Tí nữa mà em nấu mày không cho em bảo. Nhìn lên là ốm lắm rồi. Ok, đợi đấy. Mí trời ơi, kẹo thơm, kẹo thơm. Phát hiện mình đã bị bỏng lột da mọi người ạ. Buồn cười cũng cười được. Thấy chưa, không được nghịch cồn với mình nhé. À, lột da rồi đây này. Thấy chưa, nó rất là bỏng luôn. Đấy, nghịch lại đấy. Cấm không được nghịch theo mình nhé. Không biết lòng tốt của nó đến đâu. Kể nó ngồi được đây xem nó có cái gì nó cho mình ăn cái gì không. Thôi chết, tí nữa bỏng lại. Ôi xa, con này ăn thừa luôn. Một bát. Cái này về nấu cháo cho chó ấy mà vẫn chưa chưa chưa
nấu đấy. Tí nữa nấu cho chó một nửa, cho Marika một nửa. Không, đây là phần của chó nhà mình, như vậy này. Phần của Marika đó. Mình xin về mình cho chó chứ. Thank you.
Còn gì? Khoản này.
Còn đây là còn nào? 500.000. Còn nào? Thì anh bảo là cho em 1 triệu thì em cho hai món. Thì em anh lấy một món thì anh phải trả em 500.000. Bao tiền? Bao tiền loại này? 500.000 á? Trăm nghìn mà mời lấy tám 500.000. Bán bao nhiêu? Không biết mẹ em bán bao nhiêu nhưng mà em lấy 500. Nhớ không? Lại... Không. Nhớ không là 600 thì sao? 500-600 không biết. Hôm nay mày biết tình cảm được mỗi cái lọ thuốc dạ dày này mua lại được à? Hả? Hôm nay... Thế là có đau đây này, ngứa, ngứa đây này, thấy chưa, nổi mụn, mụn đây này, đấy, thấy chưa? Anh đi rẻ đi, nó chả nổi. Đấy, thì ta băng lại thôi. Đại cứt, ta tiểu tôi bụng thế nào, nấu được người cháo quả tôm. Lại lên đi nấu hết cả hơi rồi. Nấu hết cả hơi. Mà cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cái gì? Cái này là cái gì? Mùi lốt cả da. Mùi dại lột da. Thấy chưa, đấy là bị tỏ. Có mà vẫn đúng. Này, mày ốm nha. Tao còn mua cả cá chép giòn về. Vừa nấu cháo, vừa làm gỏi cho mày. Thì tao ngồi lại... em còn nấu xay, xay vỏ tôm đã hoàn tử tế. Vỏ tôm nấu... à. Đấy, xay vỏ mà... tôm. Nó tôm. Thôi. Không. Biết. Tao tưởng là chả thế nào. Chứ phải cho chó. Thế thì mày giả ngay tao nồi cháo cháo kia đi, cháo chép giòn này. Thôi chả thối hôi hiếc ui gì, tưởng nó tốt bụng thế nào mọi người, hóa ra là ông đâu nhỉ, chả biết nó kiếm đâu vỏ tôm nó nấu cháo cho mình ăn. Đáng nghĩ ra tất cả những cái gì nó đem cho mình ăn ấy là phải để cho nó ăn trước, quên mất mình lại đi thử mất một miếng. Ôi, may mà được lọ thuốc. Thôi từ giờ không thử lòng nhau nữa. Thử lòng nhau có khi lại thành mất lòng đấy. Mọi người đừng có nên thử lòng nhau nhé. Giống như ở trên mạng thử chen TikTok thử lòng chồng. Lấy tin nhắn khác nhắn cho vợ vào. Anh đang đợi em ở phòng này nhé. Ui, chồng về đóng cho mặt hết cả chen. Thế nên là không nên thử lòng nhau nhé mọi người nhé. Thôi, chào tất cả mọi người nhé. Bây giờ đi làm cái thuốc này, dạo này uống rượu bia nhiều hơi đau dạ dày.